Giới thiệu với mọi người dòng máy cấn răng cưa, cấn lằn gấp, lập trình tự động. Dòng này là mẫu mới bên em nha. Thì ở đây nó bây giờ là cái này là em sẽ test trước cái cấn răng cưa nha. 20 60 120 180 290. Cái này là khổ 210 x 297 nè. Đường cấn rất là ok, đừng quên đường cấn răng cưa chứ. Rồi, giờ sẽ cho nó chạy tự động nè. Ở trên cái bảng điều khiển này mình có thể tùy chỉnh được cái cữ cấn răng cưa ở trong cái mục Edit Data này. Đây, thì bây giờ mình sẽ xóa hết mấy cái này đi. Bây giờ em chỉ có cấn một đường thôi, là ở cái cỡ đầu giấy 210 là em cỡ cấn khoảng cái chừng tầm 20. Enter. Rồi, một dao test. Rồi sau đây em sẽ test cái đường cấn ở vị trí 20 nha. Giờ em sẽ test cái con máy cấn lằn gấp tự động với lại lập trình. Nói chung con này lập trình được khá là nhiều bước. Bây giờ em sẽ test thử nha. Ở đây thì em sẽ quay trực tiếp vào cái màn hình. Thì ở cái mục 20 này thì là cái này là mình sẽ set cái phần gáy. Cái phần gáy bìa mình muốn để khoảng cái chừng tầm 5 hoặc 10. Là để 10 đi. Còn cái này là để 5 này. Cái này là để của hai cái mép, gọi là cái bìa, gọi là keo mép của cái bìa sách. Còn cái này là cái độ dài của từ cái phần gáy cho tới ra cái phần bìa. Mình sẽ đo cái kích thước này để mình nhập vô cho máy che chạy cho nó đúng nha. Bây giờ em sẽ test thử nè. Cái phần này sẽ là phần keo mép này, còn này là phần gáy này, đây là phần mép này, để mình dở sách ra mình không có bị gãy. Đây, đây. Ở đây thì nó có rất là nhiều cái chức năng của nó. Mình có thể lưu vào trong từng cái thư mục như thế này. Ở đây nó có chế độ này, nói chung là rất là nhiều chế độ. Nhưng mà cái vấn đề cái em thích nhất là cái chế độ này. Chế độ mà gọi là cấn bìa sách. Nó sẵn luôn. Còn bây giờ cái chế độ này. Này. Nó lập trình được rất là nhiều. Edit Data này. Mình có thể cấn tùy chỉnh vị trí, bất cứ vị trí nào. Còn ở ngoài này thì mình sẽ đo cái khổ giấy để mình xét vô 210, 297 hoặc là cái 3248 là mình sẽ xét ở đây. Còn em sẽ cho chạy thử cái hiệu quả là cái test này nè. Đây.
kỳ đẹp luôn. Mình cấn mặt sau này, cực kỳ đẹp luôn. Này làm bề sắt là hết nước chấm. Còn đây là tổng thể con máy nha. Rồi mọi người cần mua máy liên hệ 0969111636. Em ship toàn quốc. Những cái dòng này em sẽ bảo hành 1 năm về kỹ thuật lẫn manpower cho mọi người. Rồi, bye bye.